Nào, ngồi xuống đây nào. Từ nay trở đi, em sẽ là chủ nhân căn nhà này. Còn cô, cút. Tạm biệt chị. Cảm ơn chị đã nhường một người tuyệt vời như anh Tuấn cho tôi. Tôi mới là người phải nói với cô đấy đấy. Cảm ơn cô vì đã dành một người chồng tuyệt vời như anh Nam cho tôi. Còn anh Tuấn ý, thì cô hãy cố gắng giữ thật chặt chân anh ấy lại. Không có ý, anh ấy ra ngoài lại làm khổ các cô gái khác đấy. Anh Tuấn ạ, ông An trả thì bán em thôi. Còn căn nhà này tôi chẳng thiết tha gì đâu. Tạm biệt. Đúng là đồ ngu muội. Có sướng mà không biết được anh nhờ. Đừng kết của ta đi. Sạch việc. Ơ, em vừa rồi đấy à? Em vào trong thay quần áo đi, từ ra ăn cơm. Anh nấu xong rồi đấy. Nhìn anh xem có chán không? Quần áo thì lôi thôi lách thách. Lúc nào cũng chỉ biết đứng trong xó bếp, dọn dẹp như thế thôi à? Lương tháng thì được có 10 triệu. Anh nhìn chồng người ta xem, lương tháng cả 100 triệu kìa. Đúng, đúng là anh không kiếm được bạc trăm, bạc tỷ. Anh không tài giỏi như người ta. Thế tại sao ấy, ngày xưa em lại chọn anh? Bây giờ anh còn giở giọng trách tôi nữa à? Ngày xưa là tại anh, tất cả là tại gia đình anh. Đang giàu thế, tự nhiên lại phá sản làm gì? Anh muốn chắc. Mà anh là không có chí tiến thủ nữa. Đúng là tôi hối hận khi đã lấy anh đấy. Này, em quá lời rồi đấy. Em quá lời. Có chuyện gì mà em cười vậy? Đó. À không có gì. Mà này, cơm canh nhặt tất cái kia, làm sao mà tôi ăn được nhở? Thôi, anh ăn một mình đi, tôi đi ra ngoài đấy. Cơm canh vừa mới đâu mà. Này, em không ăn thì để đâu. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thôi đi, anh làm như anh yêu người ta lắm ấy. Thế còn vợ anh thì sao? Vợ anh á? Vợ anh làm sao có thể so sánh được với em nữa. Em vừa xinh đẹp, thông minh, lại còn tài giỏi nữa. Nói chung ấy, anh chán cô ta rồi. Từ ngày gặp em ấy, trong đầu anh lúc nào chỉ có em. Gớm, anh dẻo mỏ thế. Lời đàn ông các anh thì tin làm sao được? Dùng lời nói không được thì anh dùng hành động nhé. Đây, thẻ ngân hàng của anh đây. Tiền của anh đang nằm trong này. Trái tim của anh cũng đang ở chỗ em. Em cần lấy tiêu gì thì tiêu nhé. Không cần phải nghĩ giá đâu. Thật á? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Cái gì anh cũng chiều em rồi thì bây giờ em chiều anh nhé. Chưa cơm nước nữa thế. Em đói sắp chết rồi này. Em đói thì đi ra ngoài ăn một bữa đi. Hôm nay anh không nấu cơm. À, mà không phải chỉ hôm nay đâu. Tất cả những ngày về sau anh không nấu nữa. Anh nói cái gì cơ? Em không trân trọng ấy thì anh không làm. Anh lại lừa chứng cái gì thế? Đã không giỏi kiếm tiền rồi lại còn lười làm việc nhà nữa. Ly dị đi. Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Anh dám ly dị với tôi à? Người mà không trân trọng mình ấy thì anh không muốn ở bên. Đây là đơn ly dị, anh đã biết rồi. Em ký đi. Anh có con khác đúng không? Đấy không phải là chuyện của em. Em làm gì đấy? Điện thoại cho anh. Alo anh à, em nôn nóng quá nên gọi điện cho anh. Mọi việc xong chưa anh? Cô ta chịu ký giấy ly hôn không ạ? Anh giỏi lắm, để tôi xem đây là con nào. Em đừng lôi thôi nữa. Em ký đi, giải thoát cho nhau đi. Để cho anh ấy đến với người mà người ta sẽ trọng anh. Ok ok. Anh muốn ký gì? Anh muốn giải thoát chứ gì? Cảm ơn em. Thật trùng hợp, vợ anh Trung lại ngoại tình với chồng mình. Như vậy mình có thể hiên ngang đến với anh Trung rồi. Chỉ việc hoán đổi vợ chồng là xong. Ôi, trượt chân mất rồi, đau thế. Ôi, cô có sao không? Anh Tuấn. Thảo. Anh Tuấn đúng không? Có phải Thảo không? Em đây ạ. Mày quá, em vẫn nhận ra anh. Mà em sống gần đây à? Em sống ở tòa chung cư kia kìa. Dạo này anh làm gì rồi? Anh cũng sống gần đây à? Anh ở căn biệt thự gần kia kìa. Hiện tại anh đang làm giám đốc, anh quản lý gần 100 nhân viên. Ôi lâu không gặp anh mà anh thành công thế à? Sự nghiệp của anh thành công, nhưng mà đường tình của anh tô trắng.
nhớ lại ngày xưa anh theo đuổi em. Em không đồng ý, đừng mà đau lòng đến tận bây giờ. Ơi, anh lại khéo đùa ấy. Mà anh gặp em ở đây, cũng là có duyên đấy nhỉ. Ai thế hả anh? À, đây là Thảo, bạn ngày xưa của anh. Còn đây là Ngọc, vợ của anh. Chào chị ạ. Chào. Ôi, anh nhìn chị đoan trang hiền lành thế này mà lại còn nhàn hạ nữa. Chắc là ở nhà anh Tuấn không bắt chị làm gì đâu nhỉ. Mà chị may mắn lắm mới lấy được anh Tuấn đấy. Cảm ơn em nhé. Bây giờ chắc cũng muộn rồi ấy, chồng em đang đợi cơm ở nhà, em xin phép nhé. Thế anh chị đi trước nhá. Dạ, em chào anh chị ạ. Anh đi nhá. Phải chi ngày đấy mình đồng ý lấy anh Tuấn thì có phải bây giờ người đấy là mình rồi không? Chẳng bù cho ông chồng mình vô công rời nghề, chả được tích sự gì cả. Alo, anh Tuấn à? Này, em có tin cực kỳ quan trọng để nói với anh đấy. Chị Ngọc ấy, vợ anh ấy, đang cặp với chồng em đấy. Ê thôi, đàn bà cái gia đình này này, có mỗi công việc dọn dẹp tôi không làm được à? Tôi mà còn nói nhiều nữa thì chắc tôi đóng nha. Này, tôi nói anh biết nhá, không phải là ô xin của anh đâu. Anh khi nào có tiền ý, thì anh đưa tiền đây để tôi thuê giúp việc. Thôi, lúc làm chỉ tiền thì thôi. Cái loại đàn bà vô dụng. Tiền của tôi thích làm gì làm, tôi mua gì là quyền của tôi. Tôi lấy cô về làm gì? Để cô chéo lên đầu lên cổ tôi à? Tiền tôi kiếm ra tôi thích tiêu gì tôi tiêu chứ. Cứ định làm bà nội của tôi đấy à? Hả? Này, tôi nói cho anh biết nhá. Trước đây tôi ở với chồng cũ của tôi ấy, tất cả mọi việc dọn dẹp cơm nước đều là anh ấy làm. Tôi chỉ việc đi làm đẹp và tập thể dục thôi. Còn từ khi tôi ở với anh thì sao? Tôi như một con ô xin. Bảo sao chị Ngọc, chị ở với anh thì không chịu nổi. Chị chán, chị mới cặp bồ với chồng tôi đấy. Tại sao chồng cũ có tốt như thế? Cô lại bỏ làm gì? Sao cô dại thế hả? Anh, vì trước khi tôi lấy chồng, anh theo đuổi tôi. Sau khi tôi lấy chồng, anh gặp lại tôi, anh vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Tôi cảm động vì tình cảm đấy của anh thôi. Ai chả biết cô yêu tôi vì tiền. Ngày xưa tôi theo đuổi cô, cô từ chối tôi. Cô chê tôi nghèo. Cô lấy một thằng chồng giàu, giỏi sang hơn tôi. Rồi sao? Rồi tôi cay quá. Rồi cái việc vợ tôi cặp bồ với chồng của cô, tôi càng cay hơn. Thế nên tôi mới tìm cách kiếm cớ để mà tán tỉnh cô lại, cô hiểu chứ? Chị yêu đương cái mẹ gì? À, thì ra là anh tiếp cận tôi chỉ vì để anh trả thù à? Từ hôm nay ấy, tôi sẽ không ở với anh nữa. Kẻ cô hay Ngọc bỏ tôi ấy, chứ sự nghiệp của tôi vẫn vậy mà, vẫn thành công phát triển mà. Thế có thiếu gì đàn bà? Ở ngoài kia kìa, đàn bà theo tôi mầm ấy, nếu cảm thấy không ở được ấy, thì bước. Đừng nói nhiều. Tôi sẽ dẫn cô khác về đây à? Đàn bà, tôi không thiếu. Tôi sẽ đi ra khỏi đây cho anh xem. Mày cứ đi đi, rồi mày sẽ phải về đây thôi. Có nặng em? Để anh cầm giúp cho. Thôi, em cứ để anh cầm giúp cho. Em phải để cho anh thể hiện sự ga lăng của một người đàn ông chứ. Với lại ấy, em phải nghe lời anh, thì tí về nhà anh mới nấu những món em thích. Nấu những món anh thích nữa nhá. Ok, đúng không? Đi ơi. Ồ, tuần lệnh nương nương. Em đùa đấy. Đúng là đứng núi này trông núi nọ. Hóa ra đây mới là hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ.